Muốn uống nước nhưng miệng không với tới thì phải làm sao? Đà điểu mẹ nhìn vào chân của mình, não bắt đầu nảy số. Bất chấp cắn đứt chân của mình, xác nhận lại khớp xương ở chân rỗng ruột, sau đó lấy cái móng đã rơi bịt cái lỗ lại, cuối cùng dùng cái bắp chân làm ống hút và hút thật mạnh. May mắn là cũng đã uống được nước, nhưng toàn bộ trứng đã lăn xuống vũng nước sâu. Đà điểu mẹ sợ hãi la hét, vội vàng ngậm chặt khớp chân và hút thật mạnh. Cơ thể của nó nhanh chóng nở ra thành một quả bóng bay. Vũng nước đã bị nó hút sạch, để lộ ra cả một ổ trứng chim. Đà điểu mẹ uống nốt ngụm cuối một cách thỏa mãn. Không ngờ cái van làm bằng móng vuốt bỗng bay đi, nước bên trong cơ thể lập tức tuôn ra, biến sa mạc thành ốc đảo. Đà điểu mẹ đang ấp trứng đà điểu, lúc này bà phát hiện bên cạnh có một cây ớt. Đà điểu mẹ 3 ngày chưa ăn gì, nhanh chóng ăn một quả. Quả ớt sau khi đến dạ dày đã nhanh chóng sinh ra phản ứng. Đà điểu mẹ còn muốn ăn thêm một trái nữa, kết quả là cay xé mồm, bà vội che miệng lại, không ngờ rằng cơ thể bà phồng lên thành quả bóng bay. Đà điểu mang theo ổ trứng bay lên trời, bỗng dưng đụng phải cây xương rồng bà, trứng đà điểu bị rơi xuống hết. Vì cứu trứng của mình, bà lập tức phóng khí trong cơ thể ra, nhưng trứng đà điểu lại rơi trên vách núi một cách an toàn. Còn mình lại đâm đầu xuống đất. Sau khi đứng dậy, đà điểu mẹ lại nghĩ ra được ý tưởng hay. Bà nhanh chóng ăn một quả ớt, giây sau cơ thể bà lại biến thành quả bóng bay lên trời. Không dễ gì mới đến gần được tổ chim, nhưng cho dù bà có cố gắng thế nào cũng không chạm được đến tổ. Để không bị bay mất, bà vội vàng ôm lấy cây xương rồng bên cạnh, kết quả tảng đá đã bị bà xé làm đôi. Ngày hôm sau, đà điểu mẹ xếp gọn trứng trên vách đá, có lẽ bà nghĩ đến nó không an toàn, chuẩn bị chuyển nó vào lại tổ chim, thì lúc này cái đuôi của bà đụng trúng một quả trứng suýt nữa thì rơi xuống. May là đà điểu mẹ nhanh mắt nhanh miệng, không ngờ dưới chân không giữ chặt nên bản thân bị rơi xuống dưới. Đà điểu mẹ không hề hoảng sợ, vì bà có cái lưỡi dài 2000 mét, nhưng cứ treo lơ lửng thế cũng không phải là cách. Lúc này tảng đá phát ra tiếng nứt, vì để bảo vệ tổ trứng của mình, đà điểu mẹ bật chế độ hách, cơ thể cứ như thang máy vù vù đi lên, trong mắt còn có hiện số tầng. Tôi chưa bao giờ thấy thao tác này trong thế giới động vật. Nhưng ngay khi sắp lên đến đỉnh thì vách đã bỗng đứt đoạn. Đà điểu mẹ cùng tổ trứng lại rơi khỏi vách đá lần nữa. Bộ xương già suýt nữa thì bị gãy. May mắn là trứng đà điểu đã được bảo vệ an toàn thả lại vào tổ trứng. Sau đó đà điểu bật chế độ thang máy rồi từ từ đi xuống. Đà điểu mẹ đẻ ra một ổ trứng, không ngờ là dùng quá sức suýt nữa làm vỡ một quả. Lúc này đà điểu mẹ quá đau lòng, sau khi kiểm tra lại tỉ mỉ thấy không có gì đáng ngại. Lúc này mặt đất bỗng dưng rung chuyển dữ rồi, thì ra là có đàn voi đi ngang qua đây. Ổ trứng này sợ là không giữ được rồi. Trứng đà điểu đáng thương còn bị đàn voi đạp lên, lại đạp lên một cái nữa. Đà điểu mẹ bị văng lên cành cây, nhãn cầu gần như bị ép ra ngoài, sau đó lại rơi xuống, nhưng ngay sau đó lại bị văng lên đám mây. Đà điểu mẹ cứ như con ếch càng bật càng cao. Sau khi lượn một vòng trên cung trăng xong lại lơ lửng giữa không trung. Lúc này bà kinh hãi phát hiện trứng của mình sắp rơi xuống vách đá. Thời khắc quan trọng, đà điểu mẹ nhìn rồi lại nhìn mặt trăng, rồi lại nhìn trứng đà điểu, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đã tìm ra được cách. Bà đâm mắt mình vào vầng trăng, cơ thể bị xì hơi cứ bệ phóng tên lửa, bắc ngược về mặt đất. Đà điểu mẹ tiếp đất vững vàng, thuận lợi cứu được trứng của mình. Lúc ấp trứng mà bị con ong làm phiền thì phải làm sao? Đà điểu mẹ tìm đúng thời cơ cặn một phát, nhưng lại trượt chân, tổ trứng bị xô ngã. Tổ trứng xếp hàng lăn xuống vách đá, đà điểu mà cũng rơi theo xuống vách đá. Nó nắm chặt quả trứng trong tay, may là không có nguy hiểm gì. Nhưng giây sau, đà điểu mẹ lại cắm đầu vào tảng đá. Nó thả đống trứng xuống, dùng sức kéo đầu mình ra. Sau một hồi gắng sức, đầu không những không lấy ra được, còn kéo căng cái cổ của mình như dây cao su, chơi xích đu bên vách đá. Lúc này cá sấu nhắm chuẩn cơ hội, nó nhìn trúng tổ trứng đó lâu rồi. Con cá sấu mượn gió bẻ măng, nuốt 4 quả trứng một lúc, tiến về phía trước lại nuốt thêm 4 quả nữa. Ngay lúc này, đà điểu mẹ cùng với tảng đá bị nảy lên, đúng lúc đập lên người con cá sấu. Tảng đá ở phía trên cũng bị rơi xuống, đập lên người con cá sấu. Cuối cùng thì mối nguy đã được giải quyết, con cá sấu bị đánh bại, đà điểu mẹ thành công bảo vệ được tổ trứng kiên cường. Đừng bao giờ ăn nấm không rõ nguồn gốc, nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Đà điểu bị teo nhỏ trong nháy mắt còn hói. Mắt thấy tổ trứng của mình sắp rơi xuống vách đá, đà điểu mẹ lập tức lao đến phía trước, dùng cơ thể yếu ớt của mình bảo vệ tổ trứng. May là có một cây xương rồng bà chặn đường, tổ chim may mắn thoát được nguy hiểm, nhưng đà điểu mẹ lại bị mắc dưới tổ chim, không động đậy được. Nó không hề hoảng sợ, thổi khí vào trong cơ thể, chẳng mấy chốc biến bản thân thành con đà điểu khổng lồ. Nhưng có vẻ như thổi hơi lố, thân hình cao mấy ngàn mét, sau khi đứng dậy vô tình đụng phải mặt trăng, vỡ thành một mảnh rơi xuống đất, không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, duỗi móng vuốt khổng lồ ra lấy trứng chim, nhưng trứng chim dường như quá nhỏ trước mặt nó. Thử mấy lần vẫn không thể nhấc quả trứng lên. Nó nhìn xung quanh, lại nghĩ ra cách, nhặt lấy mảnh vỡ vầng trăng rồi dùng sức chọc mạnh vào mình. Da bị đâm thủng, đà điểu mẹ như bóng bay xì hơi, rơi xuống mặt đất. Đúng lúc mặt trăng rơi xuống ngay cổ nó. Lúc này, đà điểu mẹ không thể thổi khí cho cơ thể lớn lên được nữa. Lần này, đà điểu mẹ tính bố trí ổ trứng trên cây. Nó dùng chân để thử khả năng chịu lực của cành cây. Rất chắc chắn, sau đó, nó đặt tổ chim lên chạc cây. Không ngờ vừa ngồi lên lại nghe thấy tiếng răng rắc từ cành cây. Xem ra ấp trứng trên cành cây cũng không an toàn. Đà điểu mẹ chuẩn bị rời khỏi, nhưng vừa bước được một bước, cả cái cây bị xẻ làm đôi. Đà điểu mẹ rơi xuống vách núi cùng trứng trong tổ. Kết quả, đầu cắm vào trong vách đá,
cho dù nó dùng sức như thế nào, nhưng vẫn không thể kéo người ra khỏi tảng đá. Đà điểu không hề hoảng sợ, nó điềm tĩnh đặt tổ chim xuống, móng vuốt bám chặt vào tảng đá bên cạnh. Nó dùng sức lực toàn thân, liều mạng kéo đầu ra, nhưng không ngờ được rằng tảng đá lại bị nó bẻ làm đôi. Trong lúc rơi xuống, tảng đá không ngừng xoay tròn. Vì để bảo vệ trứng trong tổ, đà điểu mẹ đành phải chạy ngược chiều trên tảng đá. Tảng đá xoay mấy chục vòng, bất ngờ con đà điểu kéo thân mình dài ra 100 mét như dây cao su. May là tổ chim tiếp đất an toàn, đà điểu mẹ muốn ăn cọng cỏ, không ngờ lại gây tai họa. Viên đá lỏng lẻo rơi xuống ngay lập tức, bay về phía đà điểu mẹ. Thời khắc nguy hiểm, đà điểu mẹ dùng thân mình chắc trước tổ chim, chặn được pha công kích từ đá. Sau đó cơ thể như sợi dây cao su bật văng hòn đá đi. Đà điểu bước những bước đi kiêu ngạo để ăn mừng, nhưng cuối cùng lại đổi lấy một hòn đá to hơn. Đà điểu bị dọa đến lòi con mắt, vội vã chuẩn bị phòng thủ, bắt tảng đá bằng miệng. Nó đẩy trứng chim của mình ra phía sau, sau đó nó cùng tảng đá bị văng đi, tình cơ va phải tảng đá lớn, tảng đá bắn ngược lại nhanh chóng. Lúc này rất nhiều tảng đá rơi xuống cùng nhau, nó thấy mấy tảng đá sắp rơi trúng trứng chim, đà điểu não nhảy số, lại nghĩ ra cách, vung móng vuốt ra hàng chục mét bám chặt vào hai trà cây ở hai bên. Thình lình nó đẩy viên đá chặn lại, trứng chim được bảo vệ an toàn, nhưng lại còn vấn đề, đà điểu mẹ làm sao để xuống đây? Bạn sẽ không thể tin được, người ghét đón Tết nhất thế giới này chính là hắn, niên thú. Vì mỗi lần qua năm mới, bọn trẻ sẽ ném pháo, đuổi niên thú đi. Vì vậy năm nay, hắn sẽ đưa ra quyết định trái với tổ tông, đó là hủy bỏ sang năm mới mà người có cùng suy nghĩ với hắn. Còn có niên ngư, vì mỗi lần sang năm, nó đều bị mọi người lấy làm hình mẫu vẽ tranh Tết. Niên ngư nói với niên thú, tại phòng bí mật trên thiên đình có một chiếc chìa khóa khống chế năm mới, chỉ cần phá hủy nó, tất cả mọi người sẽ không có năm mới, Tết cũng sẽ bị hủy bỏ. Để xác nhận thông tin này, lén lút chạy tới thiên đình, đến cửa phòng bí mật. Lúc này, niên ngư cũng lén lút đi theo. Nó mở cửa lớn, để niên thú vào thang máy. Không lâu sau, niên thú đến được căn phòng. Hắn đi đến bông hoa sen, nhìn thấy chìa khóa, nhưng khi đang định cầm lên, thì chuông báo động kêu lên. Đồng thời, mặt đất rung chuyển dữ dội. Niên thú không cẩn thận, đã làm rơi chìa khóa. Giây sau, chìa khóa rơi xuống dưới, rơi xuống nhân gian. Niên thú không nói nhiều, liền nhảy xuống theo. Không lâu sau, niên thú đuổi kịp chìa khóa, nhưng không kịp vui mừng, thì pháo hoa bắn lên không trung, khiến hắn bị bắn bay lên. Niên thú và chìa khóa rơi xuống đỉnh tòa nhà, thấy sắp lấy được chìa khóa, thì lại đâm phải một cái cột đàn hồi bắn hắn ra xa. Khi sắp rơi xuống đất, dưới đất bỗng xuất hiện một làn khói, đón lấy hắn. Ôi trời sếp, ngài xuống thị sát sao ạ? Ta cũng có nhận được thông báo đâu. Hóa ra làn khói vừa nãy là thổ địa công tạo ra. Vì không để cho thổ địa công biết bản thân đang tìm chìa khóa, niên thú giả vờ nói bản thân đang làm nhiệm vụ bí mật, không được nói với ai là đã nhìn thấy hắn. Rồi nhân lúc thổ địa công không chú ý, liền biến mất trong nháy mắt. Ngày hôm sau, niên thú lật mọi ngóc ngách, cũng không tìm thấy chìa khóa đâu. Nó thấy cô bé đối diện, trong tay đang cầm chính là chiếc chìa khóa. Thế là hắn liền lại gần cô bé, muốn cướp chìa khóa lại. Nhưng cô bé hoàn toàn không sợ hắn, còn trước mặt hắn trêu ngươi. Niên thú sốt ruột, liền nhảy đến trước mặt cô bé, chặn cô bé lại. Giây tiếp theo, cô bé đá vào chân hắn một cái, sau đó liền chạy đi như bay. Vì để lấy lại chìa khóa, niên thú vội vàng chạy theo sau. Nhưng ai ngờ, cô bé đã lên một chiếc xe ba bánh, rời khỏi đây. Niên thú vội đuổi theo. Giây sau, bà lão đeo kính bảo hộ lên, chân đạp nhanh bàn đạp, xe ba bánh nhanh như mũi tên, chớp mắt đã biến mất. Chỉ thấy bà lão thành thục băng qua đường, trên đường đi còn chơi trong tròng. Không lâu sau, bà lão đã đưa bé gái đến trước cổng trường học. Nhìn cô bé đi vào trường, niên thú định trà trộn vào. Hắn cải trang thành học sinh, muốn đi vào trường, nhưng giây sau, niên thú không chịu bỏ cuộc, dùng đủ mọi cách muốn đi vào trường, nhưng mãi vẫn không qua được bức tường, bị bảo vệ hất bay ra ngoài. Vào lúc đang cảm thấy bất lực, một con alpaca chạy qua, hóa ra nó là giáo viên mới ứng tuyển vào trường. Nhìn thấy vậy, niên thú nghĩ đến một cách, nó đánh ngất alpaca, sau đó thay đồ, đến chi tiết nhỏ cũng mô phỏng y hệt. Cứ vậy, niên thú thành công vào được trường, còn làm chủ nhiệm lớp cô bé. Bạn không ngờ rằng, chỉ cần phá chiếc chìa khóa này thì Tết sẽ biến mất, con người sẽ không bao giờ đón năm mới nữa. Nhưng khi niên thú lấy chìa khóa, lại có động đất làm chìa khóa rơi xuống nhân gian. Mà lúc này, chìa khóa bị một cô bé Bảo Nhi nhặt được, xem thành bảo bối. Để lấy lại chìa khóa, niên thú đi theo Bảo Nhi, tìm được nhà cô bé. Tiếp theo, niên thú đóng giả thành quái vật, dọa Bảo Nhi chui vào chăn. Thấy chìa khóa ngay trước mắt, niên thú thò tay vào muốn lấy đi, nhưng vào lúc này Bảo Nhi phát hiện ra hắn, liền nhanh tay lấy chìa khóa đi, đổi thành cây xương rồng. Cứ vậy, niên thú bị cây xương rồng đâm vào tay. Tiếp theo, Bảo Nhi lấy một cái dây ra, để cây xương rồng vào, trực tiếp ném vào mặt niên thú. Hắn chỉ có thể chịu đau. Niên thú nghĩ cách khác, đóng giả làm thầy giáo, chủ động tiếp cận Bảo Nhi, sau đó dùng đủ mọi cách cố gắng thuyết phục Bảo Nhi. Khi lên lớp, cãi nhau với bạn được một bông hoa, cao hơn các bạn tiếp tục được một bông hoa. Một ngày trôi qua như vậy, số hoa của Bảo Nhi đã dán sang tận bản đen rồi. Niên thú tiếp tục nghĩ cách, hắn cổ vũ Bảo Nhi tham gia văn nghệ của trường.
trở thành tiêu điểm của trường. Tuy Bảo Nhi hát hay, nhưng cô không muốn bị chú ý đến. Mà sắp qua năm mới rồi, bố của Bảo Nhi chỉ về khi đến Tết. Cô bé không muốn lãng phí thời gian ở bên bố, nhưng Niên Thú nhìn ra, Bảo Nhi rất thích sân khấu. Thế là Niên Thú hứa với cô bé, chỉ cần cô bé lên sân khấu biểu diễn, thì việc trang trí trên sân khấu đều không cần cô bé bận tâm. Dưới sự nỗ lực của Niên Thú, Bảo Nhi cũng đồng ý. Cứ vậy, Niên Thú mời đồng nghiệp của mình đến, nhờ họ cùng giúp đỡ, tạo ra một sân khấu hoàn hảo cho Bảo Nhi. Rất nhanh thời gian đã đến, ngày biểu diễn của trường, tất cả các bạn tham gia tiết mục, lần lượt hoàn thành bài diễn. Nhưng khi đến lượt Bảo Nhi, cô bé bỗng cảm thấy căng thẳng. Nếu bố em ở đây, ông sẽ ôm em. Niên Thú thay bố của Bảo Nhi, ôm cô bé một cái. Với khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, Bảo Nhi cảm thấy rất vui, cũng cảm nhận được sự ấm áp. Bảo Nhi lấy dũng khí, từ từ bước lên sân khấu. Tiếp theo, cô vặn hộp nhạc, một bản tấu vang lên, truyền vào tai mỗi người. Giọng hát trong trẻo của Bảo Nhi khiến mọi người sáng mắt lên, tất cả đều im lặng, tập trung vào tiết mục của Bảo Nhi. Tiếp theo, thổ địa công gõ cây gậy xuống đất, sàn sân khấu biến thành cỏ xanh, vô số cây cỏ mọc ra, sân khấu bỗng biến thành một khu rừng, thỏ ngọc đu dây ở trên, sân khấu càng trở nên đẹp hơn. Dưới sự hợp lực của mọi người, Bảo Nhi hoàn thành xuất sắc tiết mục. Cô bé rất vui, đưa chìa khóa màu xuân trả lại cho Niên Thú. Nhưng Niên Thú vừa lấy được chìa khóa thì Niên Ngư tìm đến hắn, bảo Niên Thú hãy phá vỡ chìa khóa, như vậy mọi người không phải đón Tết nữa, họ cũng không cần đi làm nữa. Nhưng lúc này, Niên Thú nhớ Bảo Nhi từng nói, bố cô bé chỉ về nhà khi đến Tết, nếu Tết biến mất thì Bảo Nhi sẽ mãi mãi không gặp được bố nữa. Vào lúc Niên Thú do dự, Niên Ngư lao đến cướp lấy chìa khóa, bẻ gãy chìa khóa thành hai phần. Và lúc này, Niên Ngư cũng mới lộ bộ mặt thật, hóa ra nó muốn hủy hoại Tết Xuân, là vì sự nghiệp của bản thân. Nó tạo ra một bình xịt có thể khiến người ta hạnh phúc. Nếu Tết Xuân biến mất, khi con người không vui, nó có thể bán số lượng lớn bình xịt và sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Mà lúc này, thế giới vì mất đi Tết Xuân, mọi người trở nên nóng nảy. Nếu con người không có Tết Xuân, thì sẽ ra sao? Mọi người không cần đồ Tết, trên phố cũng không có không khí xuân. Người đặt vé về quê cũng ồ ạt trả vé. Tính tình mọi người sẽ trở nên bất an. Mà ngay lúc này, một loại bình xịt mang lại niềm vui xuất hiện, bắt đầu thịnh hành. Chỉ cần hít làn khói này, mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ. Không lâu trước đó, Niên Ngư lợi dụng Niên Thú lấy chìa khóa Tết Xuân, sau đó hủy diệt nó. Kể từ đó, mọi người quên mất lễ Tết. Bảo Nhi rất buồn vì không còn Tết Xuân, bố cô bé sẽ không về nữa. Mà tất cả chuyện này đều là kiệt tác của Niên Ngư. Để khôi phục lại Tết Xuân, Niên Thú quyết định đi tìm Niên Ngư, lấy lại chìa khóa khống chế Tết Xuân. Hắn cùng các thần tiên khác đến công xưởng của Niên Ngư, nhưng họ vừa đi vào liền bị Niên Ngư phát hiện. Giây tiếp theo, vô số người máy vây quanh họ. Hầu tử trực tiếp xông lên, lật đổ người máy, lôi công nhảy lên, tung tuyệt chiêu khiến người máy ngã hết. Thỏ ngọc nhảy từ trên xuống, thả ra vô số hồ điệp, người máy nhất thời bị mê hoặc, mất đi nhận thức. Nguyệt lão cởi áo khoác, lộ ra cơ thể sáu múi, cầm côn nhị khúc, hóa thân thành Lý Tiểu Long. Năm ấy ta đút tay vào túi, không biết đối thủ là ai. Bên này, Niên Ngư điều khiển người máy tấn công Niên Thú và Bảo Nhi. Niên Thú ôm Bảo Nhi lên, ném lên tầng trên. Khi Bảo Nhi dốc sức chạy, không cẩn thận bị vấp ngã. Thời khắc nguy hiểm, Niên Thú chắn trước mặt Bảo Nhi, chặn cánh tay của người máy lại. Bảo Nhi tận dụng cơ hội chạy đến chỗ công tắc, tắt nguồn điện. Người máy bỗng chốc mất lực. Khi mọi người chuẩn bị ăn mừng, Niên Ngư điều khiển tay người máy bắt Bảo Nhi đi, ném lên trời. Khi mọi người không biết phải làm sao, một chiếc xe ba bánh xuất hiện. Bà lão gọi Niên Thú, bảo hắn nhanh lên xe. Tiếp theo, bà lão đạp xe nhanh như bay. Giây tiếp theo, một cái cánh được mở ra, trực tiếp bay thẳng lên trời. Khi Niên Ngư còn đang đắc ý, nó quay đầu lại, phát hiện Niên Thú ở phía sau. Niên Ngư ấn công tắc, vô số đạn pháo được thả ra. Bà lão điêu nghệ điều khiển xe, nhẹ nhàng tránh khỏi công kích. Tiếp theo, Niên Ngư lại khởi động pháo cỡ đại. Tiếp đó là một trận nổ lớn, xe ba bánh bị tấn công, rơi xuống dưới. Niên Ngư chưa đắc ý được lâu, lại thấy bà lão đang bung dù xuất hiện, mà Niên Thú cũng trèo được lên phi thuyền. Hắn dùng sức mở khoang tàu, cướp lại chìa khóa, sau đó liền nhảy xuống. Đến bên Bảo Nhi, Niên Thú mở cánh tay người máy ra, cứu Bảo Nhi ra. Nhưng ngay lúc này, hai người sắp rơi xuống đất. Lúc nguy cấp, thổ địa công biến ra một đám mây, tiếp bọn họ rơi xuống. Cứ như vậy, họ hoàn thành kế hoạch thuận lợi, lấy lại được chìa khóa Tết Xuân. Mà lúc này chìa khóa bị gãy, đột nhiên nối liền lại, khôi phục như ban đầu. Cuối phim, Niên Thú trả lại chìa khóa, Tết Xuân lại quay trở lại. Họ là tầng lớp lao động thấp nhất trong xã hội, thậm chí tăng ca đến đêm khuya cho đến nổ tung, lương mỗi ngày cũng chỉ có 3 quả dưa chuột. Các công nhân Kappa trở nên năng động hơn khi làm việc, lại không hề biết rằng mình đang bị tư bản chèn ép không thương tiếc. Nhưng đột nhiên có một ngày, một công nhân ngã xuống không đứng dậy được. Hóa ra khi cái đĩa trên đầu Kappa cạn kiệt, có nghĩa là bọn họ cần tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Nhưng ông chủ ác độc nào có thể để lực lượng lao động bị mất đi. Chuột cấp dưới liền mang đến một lọ dưỡng da kỳ quái, chỉ cần thoa nhẹ xung quanh đĩa, khi đó nơi này có thể duy trì đủ độ ẩm 24 giờ trong ngày mà không bị sao. Các Kappa tiếp tục ở lại, nhưng thời gian rảnh nghỉ ngơi, Kojiro không thể chịu đựng được nữa, muốn từ chức.
So với việc mỗi ngày ăn nhiều dưa chuột như vậy, anh vẫn thích cuộc sống ở quê hương hơn. Mặc dù khi đó không có nhiều dưa chuột, nhưng cũng đảm bảo cuộc sống hạnh phúc ổn định, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng chơi một trận đấu vật. Nhưng sau khi làm việc thì mọi thứ đều thay đổi. Họ từ bỏ giấc mơ của mình, mất đi ý định ban đầu là giữ gìn sự hạnh phúc. Chỉ vì dưa chuột mà mọi người sớm đã trở thành nô lệ cho tư bản. Đột nhiên lúc này một nhân viên nổ đầu, quả nhiên cuối cùng Kappa vẫn không thích ứng được với cường độ công việc cao. Xuất hiện thành viên đầu tiên đột ngột qua đời, một Kappa to gan trực tiếp đề nghị yêu cầu muốn thay đổi hoàn cảnh làm việc. Nếu như 24 giờ không được sử dụng phòng tắm, vậy thì họ sẽ không tiếp tục phục vụ ông chủ nữa. Không ngờ ông chủ độc ác lại thoải mái đồng ý, anh đánh giá cao những nhân viên biết cách tiến bộ. Còn thăng chức cho đối phương là chủ quản mới, lần này mọi người đều nhìn thấy hy vọng lần nữa, đều muốn có được vị trí cao hơn để kiếm thêm dưa chuột. Thế nhưng các Kappa khi tiếp xúc với xã hội mới phát hiện, mức lương tối thiểu hàng tháng cho công việc hiện tại là 2.000 đô. Đổi thành dưa chuột thì một ngày họ có thể mua 30 cân, một tháng là 900 cân. Toàn bộ Kappa lúc này đều đã nhận thức được, họ đang bị bóc lột. Không lâu sau toàn bộ Kappa nhanh chóng bao vây lấy văn phòng. Họ yêu cầu ông chủ độc ác phải bồi thường, nhưng luật lao động chỉ phù hợp với con người. Còn đám Kappa bọn họ, có được 3 quả dưa chuột đã là tốt lắm rồi. Nếu như làm việc ở chỗ khác, ông chủ đảm bảo họ đến tư cách tuyển dụng còn không có. Cánh cửa tối tăm, không có người trông coi này mới là nơi làm việc duy nhất của bọn họ. Taromaru cuối cùng đã quyết định bắt đầu thay đổi. Nếu như thành phố này không cho phép Kappa tồn tại, vậy thì biến nơi đây thành nơi họ có thể xuất hiện quang minh chính đại. Cuối cùng ông chủ độc ác bị các Kappa trừng phạt, lập tức một số lượng lớn Kappa cũng bắt đầu xuất hiện trong thành phố. Toàn bộ những người trên phố đều bị tấn công, một khi bị chúng chiêu đều sẽ mất đi lực chiến đấu, trở thành những người rơi vãi. Sự cố Kappa đã ảnh hưởng đến phạm vi rộng rãi, ngay cả khi thợ săn quỷ Kitaro đến, cũng bất cẩn bị mất đi ý thức. Toàn bộ yêu quái lương thiện đều muốn ngăn bọn họ làm hại con người, nhưng đều bị đánh bay. Theo như tình tiết này tiếp tục, toàn bộ thành phố sẽ bị Kappa chiếm đóng. Nhưng thời khắc nguy hiểm, quỷ mù lại chiếm hữu cơ thể của Kitaro, khiến cậu lấy lại tinh thần chiến đấu. Lập tức toàn bộ Kappa đều bại dưới tay anh, giờ chỉ cần bắt được thủ lĩnh Taromaru, như vậy mới khiến chế được Kappa tiếp tục phá hoại thành phố. Kitaro bảo anh ta lập tức dừng tay lại, nhưng ngay khi hai người đang rơi vào bế tắc, Kojiro chạy ra ngoài thỉnh cầu anh trai dừng chiến đấu lại. Trả lại ngọc hồn cho Kitaro, anh cũng bày tỏ những suy nghĩ thật sự bên trong mình. Đừng tiếp tục như vậy nữa, so với 1 triệu quả dưa chuột đó, em thấy nửa quả anh đưa cho em ngọt ngào hơn. Sau đó các Kappa trở lại cuộc sống bình thường, học được công nghệ hybrid của loài người, cũng khiến họ có nhiều dưa chuột để ăn. Kitaro từng hỏi con quỷ mù, tại sao có thời gian đi vào cơ thể cậu, yêu quái như ông không phải chuyên nhập vào con người sao? Nhưng đối phương lại nói, xã hội hiện đại dường như không còn cần đến mình, trước đây tôi nhập vào con người làm niềm vui. Xem ra thế giới này đã không cần đến yêu quái như tôi nữa rồi. Từ bận viết ra khiến tim chết lặng, cho dù không bị con quỷ bận rộn chiếm hữu thì trái tim của họ cũng đã chết rồi, cũng quên đi sự dịu dàng hiền từ, luôn bận đến chết. Cậu bé này muốn chiến với một con sư tử, chưa từng thấy em bé nào lợi hại thế này, một cú đấm có thể đánh bay một con sư tử. Sư tử và cáo trở lại định dùng một bình sữa để bắt cậu bé, sau khi uống sữa cậu thổi bay con chim trong một hơi. Sư tử và cáo thắc mắc tại sao cái bẫy không có tác dụng, thì giây tiếp theo tự mình rơi vào bẫy. Sư tử không bỏ cuộc lại muốn dùng chân mình để bắt cậu bé một lần nữa. Nhưng một cậu bé với sức mạnh khủng khiếp lại chơi đùa với sư tử. Thấy cậu bé sắp rơi xuống ao cá sấu, may mà con khỉ đã bắt được cậu. Nhưng cậu bé lại hào hứng vui vẻ nhảy xuống, ngay lập tức biến thành siêu nhân nhỏ mông trần. Cậu không hề sợ cá sấu miệng rộng, nhảy một cái về lại chỗ con khỉ đang khóc. Một tên trộm vừa lấy được một túi tiền, em bé chơi cầu trượt cũng có thể tiện đường bắt được kẻ trộm. Vừa hay đưa tên trộm đến chỗ của lính canh, thấy anh trai mình bị côn đồ trong làng bắt nạt, cậu bé không chút do dự nâng cả anh ta lên. Dám bắt nạt anh trai ta hả? Thấy chú hàng xóm bán hàng ngủ quên, thế là cậu bé nhiệt tình nhấc cả cửa hàng lên bằng một tay. Bạn có muốn chơi với em bé dễ thương có siêu năng lực thế này không? Em bé này vô tình xông vào sân khấu diễn ảo thuật, lại tiết lộ bí mật của màn ảo thuật. Ảo thuật ra lấy một giỏ rau rỗng, sau đó đưa tay vào và lấy ra, không chỉ lấy ra được một con thỏ mà còn có cả một em bé. Mẹ của em bé nhanh chóng bước đến, con thỏ tưởng cậu bé muốn cướp cà rốt của mình, thế là vội vàng bỏ chạy với củ cà rốt trong miệng. Cậu bé thì vui vẻ đuổi theo con thỏ. Đột nhiên cậu bé bị một công tắc thu hút, cậu chạm vào nó thì mẹ cậu liền biến mất. Tiếp theo là màn ảo thuật cơ thể người, sau khi nằm xuống, dùng dao cắt một đường, kéo chiếc bàn ra thì cậu bé cầm 2 chiếc giày chui ra. Ảo thuật gia chỉ biết ngại ngùng vứt đôi giày của mình đi, nhưng lại vô tình chạm vào công tắc, mẹ cậu lại biến trở lại. Nhà ảo thuật có một ý tưởng khác, là biến hóa với người thật, người đi vào bên trái sẽ đi ra bên phải, làm lại một lần cậu bé lại bước ra, vài lần như vậy khiến người trợ lý vô cùng bối rối. Con thỏ, em bé và nhà ảo thuật đuổi nhau trong sân khấu.
nhấn công tắc một cái, làn khói tím xuất hiện, biến mọi thứ trở lại sân khấu. Một màn trình diễn như vậy nhận được sự yêu thích của mọi người. Một bạn diễn bất ngờ, may là nó không quá tệ. Bây giờ bạn đã biết bí mật của màn ảo thuật chưa? Con cáo này bị mất nhà rồi, nó chạy đến nhà thỏ tự ngắm mình trong gương, còn muốn đuổi con thỏ ra khỏi nhà. Hóa ra cáo và thỏ là hàng xóm, họ có những ngôi nhà đẹp của riêng mình. Ngôi nhà của cáo được làm bằng băng rất đẹp, ngôi nhà của thỏ được làm bằng gỗ, nhưng trời nóng quá, nhà cáo đã sớm tan thành vũng nước. Con cáo vô gia cư kéo lê cả người ướt át của mình đến nhà thỏ nhờ giúp đỡ, hy vọng có thể ở lại nhà thỏ một thời gian. Thỏ tốt bụng sẵn sàng đồng ý với cáo. Sau khi thấy cáo đi vào, tấm thảm trên sàn nhà lập tức bị bẩn, thỏ cầm chổi lên và bắt đầu dọn dẹp. Con cáo không có chút lịch sự nào, ngồi trên bàn ăn và chờ thỏ phục vụ đến. Con thỏ ngốc nghếch đã tiếp đón nó một cách nồng nhiệt, nhưng con cáo còn quá đáng hơn. Giây tiếp theo, nó đuổi luôn con thỏ ra khỏi căn nhà của chính mình. Con thỏ ngốc nghếch cầm lấy hành lý và làm theo lời con cáo. Cứ đi mãi, thỏ tủi thân bật khóc. Cảnh tượng này tình cờ được chó thợ săn nhìn thấy, quan tâm hỏi thỏ tại sao lại khóc. Thỏ kể hết câu chuyện nhà mình bị cáo chiếm cho chó nghe. Mình có lòng tốt giúp đỡ nhưng lại bị đuổi ra khỏi nhà. Chó thợ săn bất bình khi nghe thấy điều này, bảo con thỏ nhỏ đừng khóc và đi lấy lại công bằng cho thỏ. Khi chó thợ săn cầm súng lên chuẩn bị ra tay giúp đỡ, thì thấy con cáo không hề có chút hối hận nào. Nó vẫn thoải mái nằm trên giường và uy hiếp chó thợ săn. Đừng lo chuyện bao đồng, nếu không thì nó sẽ bị ăn đòn. Chó thợ săn không thể chịu được đe dọa, sợ hãi chuẩn bị rời đi. Lúc này con cáo lại nói ngôi nhà rất lớn, hay là chó và nó cùng sống với nhau. Nhưng con thỏ nhỏ phải cút đi ngay. Con thỏ lại che mặt vừa đi vừa khóc. Lúc này thỏ gặp chó sói vừa mới ra tù. Con sói xấu xa vốn định ăn nó một bữa no nê, nhưng nhìn con thỏ khóc đau lòng quá nên muốn tìm hiểu nguyên do. Thỏ cũng nói để nó kể chuyện của mình đã rồi ăn thịt nó cũng được. Thế là thỏ kể câu chuyện xảy ra trước đó cho sói xám nghe. Sói xám cũng là một người đàn ông, nó cũng không đồng tình hành vi chiếm nhà của cáo như vậy. Nhìn thấy con sói to lớn hung dữ, lần này thỏ tự tin hơn. Nhưng con cáo đã nhìn thấy con sói to lớn xấu xa từ lâu rồi. Trước khi con sói đến gây rắc rối cho mình thì cáo đã nhiệt tình mời sói xám cùng đến ở với mình. Nó nói rằng ngôi nhà rất lớn, chỉ cần thỏ không vào thì sói xám có thể vào ở với họ. Dù gì chuyện này đối với con sói xám vừa mới ra tù, đây thực sự là một ngôi nhà đẹp. Thỏ cuối cùng đã hiểu ra, con cáo sẽ không thể nào trả lại cho mình được, không ai có thể giúp nó. Con thỏ khóc lớn vô tình bị va phải con gấu, anh gấu cao to vạm vỡ. Thỏ kể lại câu chuyện cho gấu nghe, anh gấu đã tới nhà thấy rất nhiều động vật cũng đi ra. Ngoại trừ con cáo, chó thợ săn và sói xám, còn có một con chuột, một con ếch trâu và voi nữa. Anh gấu thực sự tò mò, lại nhà như thế nào mà nhiều người muốn sống như thế. Sau đó anh gấu ngó đầu vào trong để xem, nhưng người gấu quá to khiến ngôi nhà bị sụp đổ khắp nơi. Bây giờ tất cả các loài động vật đều không có nhà để ở.